Hello, chào tất cả anh em, chào mọi người thân mình. Chắc là mọi người đều từng nghe tên bộ phim Man in Black. Đấy là những nhân vật mà họ luôn mặc trên mình một bộ tuxedo màu đen, đeo kính đen, và ở họ toát lên một cái vẻ gì đó khá là bí ẩn, thậm chí rất rất là bí ẩn, nhưng cũng tạo nên một cái sự tò mò cho người khác khi mà nhìn thấy cái phong cách của họ. Và ở đây, nước hoa cũng như thế. Ngày hôm nay mình giới thiệu đến anh em top 10 chai nước hoa mà khi các anh em muốn tạo ra một cái phong cách gì đó cũng gần giống với các nhân vật Man in Black trên phim, một cái gì đó bí ẩn. Thế nhưng cũng có một sức hút ngầm mà người khác giới khi mà ngửi mùi hương này sẽ mình cảm thấy sẽ có một cái gì đó xốn sang hoặc là một cái gì đó tò mò khi mà ngửi. Ok, let's go. Ở vị trí số 10, đây là một sản phẩm của nhà Victor Robert và nó có tên là Spice Bomb Ice Cream. Đây là cái phiên bản nâng cấp tiếp theo của Spice Bomb. Thế nhưng khác với phiên bản đời đầu, nó không còn cái nét trẻ trung, nó không còn cái nét năng động nữa, mà ở đây đó là một mùi hương sâu lắng, ấm áp và có chiều sâu hơn. Do đó nếu như các anh em nào mà ưa thích một cái phong cách giống như kiểu không hẳn là gentleman, thế nhưng chúng ta luôn thích cái sự lịch sự khi mà chúng ta ra ngoài chẳng hạn, đó một bộ áo măng tô hoặc là semi quần âu và chúng ta thích một cái mùi hương vừa ấm áp vừa manly, và tất nhiên rồi nó cũng có một cái gì đó khá là thu hút, thì Victor Robert Spice Bomb Ice Cream mình nghĩ là cũng là một trong những mùi hương các anh em nên tham khảo. Đó ở vị trí số 10. Ở vị trí số 9 là một sản phẩm là Tom Ford, nó có tên là Tom Ford Noir. Các anh em nhìn cái chai này thì mọi người cũng đã có thể hình dung được cái phong cách mùi hương này nó là như thế nào. Nếu như mình nhớ không nhầm thì chính Tom Ford là hình ảnh đại diện cho chai nước hoa này. Mỗi khi chúng ta muốn tìm hiểu về thông tin chai nước hoa này, một cái mùi hương mình nghĩ là rất là thích hợp với anh em nào mà ví dụ như tối nay chúng ta có một cái buổi gặp mặt với đối tác, tối nay chúng ta sẽ có một buổi cà phê, thế nhưng cái không khí nó cần phải rất là lịch sự chẳng hạn, và chúng ta sẽ phải mặc một bộ vest, thắt một chiếc cravat, và mùi hương nào sự hợp với buổi tối đó, và giống như kiểu Man in Black như mình đã nói ở đầu video, thì Tom Ford Noir cũng là một sự lựa chọn không hề tệ ở vị trí số 9. Ở vị trí số 8, đó là một sản phẩm của nhà Ralph Lauren, Polo Double Black hoặc là Polo Black tùy các anh em nếu như có thể tìm được, bởi vì sản phẩm này của nhà Ralph Lauren là không hề dễ dàng tìm kiếm, có thể nó có và có thể là không có tùy theo từng đợt. Ở mùi hương này thì nó sự kết hợp giữa xoài và tiêu, đặc biệt thích hợp vào buổi tối, những ngày se se lạnh chẳng hạn, và chúng ta xịt mùi hương này. Nó không hẳn là quá là classic, nó cũng không hẳn là quá là trẻ trung, mà nó ở cái mức giữa trong cái khoảng cách đó. Do đó nếu như các anh em nào mà yêu thích một cái mùi hương rất là manly và nó không quá già nhưng không phải là quá trẻ, thì Ralph Lauren Polo Double Black hoặc là Polo Black tùy các anh em nếu như có thể tìm được, cũng chính là một cái mùi hương mình muốn gợi ý đến cho anh em ở vị trí số 8. Ở vị trí số 7, đó là một sản phẩm, lại là một sản phẩm của nhà Tom Ford Ombre Leather. Đây là một chai nước hoa mà mọi người vẫn đánh giá nó là một phiên bản cheap version, phiên bản rẻ hơn của Tuscan Leather. Tất nhiên nó không thể so sánh với một tượng đài Tuscan Leather. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì mùi hương da thuộc của nó rất là đàn ông, thích hợp một cái phong cách gì đó cũng không, với cá nhân của mình thì có một cái chút gì đó bụi bặm, chai nước hoa này cũng có thể sử dụng được. Nếu như các anh em thích lịch sự, chúng ta cũng có thể sử dụng được. Do đó, đây là một chai nước hoa cá nhân mình rất rất là manly, và các anh em nào yêu thích cái mùi hương da thuộc. Cái thứ hai nữa là không bị đụng hàng quá nhiều. Vì thực tế mùi hương của chai nước hoa này thì trừ Tuscan Leather, mình nói thật là mình cũng chưa thấy nhiều chai nước hoa có cái phong cách mùi hương như thế này. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ ít bị đụng hàng hơn. Ở vị số 7, Tom Ford Ombre Leather. Ở vị trí số 6, đó là một sản phẩm của nhà Aromatico. Đôi khi chúng ta không cần một cái mùi hương nó quá là manly, mà chúng ta cần cái mùi hương nó ngọt ngào, nồng nàn, và tất nhiên rồi nó có một cái gì đó sexy. Ở đây mình muốn nói đến đó là chai nước hoa Aromatico Profumo. Đây là một phiên bản nâng cấp tiếp theo của chai nước hoa Armani Code. Nhưng cá nhân mình thì mình thích chai nước hoa này hơn là phiên bản Armani Code. Một cái sự kết hợp của da thuộc, đậu tonka tạo nên cái mùi hương
rất là ngọt, rất là ngậy, đặc biệt thích hợp trong những ngày mùa đông không hẳn là se se lạnh mà phải là lạnh ấy. Đó, và chúng ta xịt mùi hương trà nước hoa này và đi đến những nơi mà chúng ta sẽ đến. Mình nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta ghi điểm cũng không phải là ít. Đó, do đó ở vị trí số 19, 8, 7, 6, ở vị trí số 5, Armanico Profumo. Ở vị trí số 4, đấy là một sản phẩm nhà Mont Blanc. Chai nước hoa mình muốn nói đến đây, đó là Mont Blanc Ledger. Đây là chai nước hoa đặc biệt thích hợp với các anh em nào yêu thích một phong cách quý ông. Không phải là quý ông, mà là manly và bí ẩn. Vì cũng giống như lời quảng cáo, chai nước hoa này nó là một cái gì đó của một người đàn ông toát lên một cái vẻ thu hút ngầm. Đó, đại loại mình nói ngắn gọn là như thế. Chai nước hoa này rất là thích hợp với các em nào ít nói chẳng hạn. Gần như là chúng ta rất là điềm đạm, chúng ta ít nói và có một toát lên một cái vẻ gì đó rất là đàn ông, trong ví dụ như từ lời nói, từ cử chỉ, phong cách của chúng ta. Đó, nó một cái gì đó rất là đàn ông. Thì Mont Blanc Ledger này là một trong những vũ khí mình muốn giới thiệu cho anh em. Ở vị trí số 4. Ở vị trí số 3, đấy là một sản phẩm của nhà Killian và nó có tên là Back to Black. Đây là một mùi hương thuốc lá. Đó, một mùi hương thuốc lá rất là... Cá nhân mình nói thật là mình thích chai nước hoa này hơn So Far Tobacco Vanille. Bởi vì với mình, với cái cảm nhận của mình chẳng hạn, thì Tobacco Vanille nó là một cái dạng, nó không phải là manly nữa rồi, mà là một dạng tài phiệt, một ông trùm. Có nghĩa là khi mà xịt thì nó làm mình nhớ đến những ông trùm trên miệng một điếu xì gà La Habana chẳng hạn, và chúng ta ngồi trên một cái ghế da để thể hiện cái power của mình. Đó, đấy là cái tinh thần mà cái hình ảnh Tobacco Vanille là mình liên tưởng đến. Còn Killian Back to Black là một cái mùi hương thuốc lá, thế nhưng nó có một cái gì đó nó gai góc, nam tính và nó đàn ông. Nó không bị quá là cao lên, thể hiện một hình ảnh quá là cao lên so với Tobacco Vanille. Và đấy là cái điểm mình thích ở chai nước hoa này. Do đó anh em nào mà chúng ta thích một cái mùi hương mà nó góc cạnh, cái gì đó nó hơi gồ ghề, gai góc của một người đàn ông, thì Killian Back to Black anh em cũng nên thử. Ở vị số 3. Ở vị số 2, chai nước hoa mình muốn nói đến ở đây, đó là một sản phẩm của nhà Prada. Nó có tên là Prada Lone Intense. Đây là phiên bản nâng cấp tiếp theo của Prada Lone, nhưng đậm đà hơn, ngọt ngào hơn. Tất nhiên là với phong cách của nhà Prada thì giữa đậm hơn và ngọt hơn nó chỉ là thêm khoảng 2, nghĩa khoảng 2 đến 3 phần nữa thôi, chứ không phải là một sự quá sâu, quá xa. Đó, cái chai nước hoa này nó có sự kết hợp giữa da thuộc, iris và đậu tonka. Và đôi khi chúng ta không nhất thiết phải là một cái mùi hương nó gai góc, không nhất thiết chúng ta phải là một mùi hương nó ngọt ngào sexy, mà đôi khi đó chỉ đơn thuần là một mùi hương nhẹ vừa đủ, hơi ngọt một chút xíu và cũng rất là nam tính. Nếu như chúng ta cần một cái mùi hương đấy cho Man in Black thì Prada Lone Intense là cái chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đây mình, đó, đấy là hình ảnh của em nó đây. Ok, là vị trí số 2. Và cuối cùng chai nước hoa số 1 mình nói đến đây, đó là một sản phẩm của nhà Dior và nó có tên là Dior Homer Intense. Đó, đây là sản phẩm hình của em nó. Có thể nói đây là một mùi hương mình thích nhất trong gia line Dior Homer của nhà Dior. Một cái mùi hương mà mình nghĩ là nó khá là nhiều hình ảnh. Nếu như bạn thích một quý ông, nó cũng có sự quý ông. Nếu như bạn thích sexy, nó cũng có sexy. Một chút gì đó thu hút ngầm, nó cũng có. Nói chung, đây là một mùi hương cực kỳ ok sử dụng trong những ngày mùa đông. Càng lạnh thì mùi hương này nó càng phát huy được hết những cái hay của nó, những cái gọi là khả năng ghi điểm của nó. Đó, đấy là tất cả những cái gì mình có thể nói về mùi hương của Dior Homme Intense. Do đó nếu như các anh em nào mà có tầm khoảng 26 tuổi đi, 26, 27,
và chúng ta thích một cái mùi hương đa dụng dùng cho những ngày mùa đông thì Dior Homme Intense cũng là một cái mùi hương các anh em nên tham khảo. Đó, đây là vị trí số 1. Thì vừa xong mình vừa giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa mang một phong cách Man in Black, một quý ông, một có sự thu hút, một có sự một chút bí ẩn, một chút sexy và cũng rất là lịch sự. Đó, thì mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.